thể vi trùng đã có trong một số thực phẩm khi bạn nhận chúng, đặc biệt các thực phẩm sống như thịt, thịt gia cầm, hải sản và trứng. Vì vậy, nấu ăn đúng cách rất quan trọng để diệt mọi vi trùng có trong thực phẩm. Các loại thực phẩm khác nhau cần nhiệt độ nấu khác nhau để diệt trùng. Vì vậy, chúng ta hãy cùng xem nhiệt độ nấu cho các loại thực phẩm khác nhau. Các sản phẩm thịt gia cầm băm hoặc nguyên, bao gồm gà, gà tây và vịt, phải được nấu ở nhiệt độ từ 165 độ F trở lên. Tất cả các thịt băm nhỏ hoặc thịt nhồi phải được nấu ở nhiệt độ từ 165 độ F trở lên. Tất cả thực phẩm nấu trong lò vi sóng phải được nấu ở nhiệt độ từ 165 độ F trở lên. Thịt băm như thịt băm viên và xúc xích sống phải được nấu ở nhiệt độ từ 155 độ F trở lên. Tất cả thực phẩm nguy hiểm tiềm ẩn khác bao gồm thịt bò, thịt lợn, hải sản, thịt cừu và trứng phải được nấu ở nhiệt độ từ 145 độ F trở lên. Tất cả hoa quả và rau sẽ được giữ nóng phải được nấu ở nhiệt độ từ 135 độ F trở lên. Thực phẩm dùng sống hoặc chưa chín kỹ phải được ghi nhãn để cảnh báo khách hàng về nguy cơ bệnh tật từ việc ăn những đồ ăn này. Rất tiếc, bạn không thể biết được nhiệt độ thực phẩm là bao nhiêu nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của thực phẩm đó hoặc thời gian nấu. Cách tốt nhất để tìm hiểu liệu một thực phẩm có được nấu kỹ không là sử dụng nhiệt kế thực phẩm có thân bằng kim loại mỏng. Tất cả các cơ sở dịch vụ thực phẩm phải có ít nhất một nhiệt kế thực phẩm có kích thước thân đủ nhỏ để đo nhiệt độ của thực phẩm được phục vụ và có khả năng đọc nhiệt độ giữa 0 và 220 độ F. Sử dụng nhiệt kế để đảm bảo rằng thực phẩm đã đạt đến nhiệt độ thích hợp trước khi phục vụ. Để có được thông số chính xác, hãy đưa nhiệt kế vào giữa phần dày nhất của thực phẩm. Một số nhiệt kế có thể mất một phút để nhận được thông số chính xác. Vì vậy, hãy chờ cho đến khi nhiệt độ ngừng thay đổi.